Nêu cao tinh thần từ bi cứu khổ và nhân mùa Vu Lan, trong những ngày qua, Chư Tăng Ni cùng nhiều đơn vị gia đình Phật tử các địa phương đã trao tặng những món quà ý nghĩa nhằm giúp đỡ người dân gặp khó khăn và chia sẻ với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hơn 20 ngày liên tục tại Đà Nẵng, đội tình nguyện viên máu sống gia đình Phật tử Đà Nẵng đã hỗ trợ vật tư y tế và nhu yếu phẩm đến các bệnh viện, các chốt chặn, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cách ly và những hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban điều hành đội đã vận động các thành viên tham gia hiến máu cứu giúp các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang nguy kịch. Còn gia đình Phật tử Hòa Quang tại huyện Hòa Vang và gia đình Phật tử Nam Thành thuộc quận Liên Chiểu đã thực hiện chương trình bữa cơm yêu thương, tặng nước chanh, bánh mì, hỗ trợ các chốt chặn dịch trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, chư ni các tỉnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ Việt Nam và Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn đoàn từ thiện đến thăm các bệnh viện, khu vực cách ly trên địa bàn để trao tặng các phần quà gồm nhu yếu phẩm để bà con an tâm cách ly phòng chống dịch bệnh. Dịp này, đoàn cũng bày tỏ sự cảm kích về tinh thần phục vụ và tặng quà tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 của tỉnh nhà. Kinh phí thực hiện chương trình hơn 175 triệu đồng.